Hình như ngoại em bế đến hôm qua ông kia. Ờ, giờ tao ngủ bầy em thấy. Trời ơi, con nhớ mà. Có tụi bay lên mạng tao rồi bắt đi quay có là già liền. Dạ đúng rồi. Chào con nhớ ngoại rõ ràng, ngoại 80 tuổi ở đây. 86. 86 tuổi rồi, bây giờ mà ngoại còn rất là minh mẫn luôn. Bây giờ đem bông vô cúng rồi. Em 75. Dạ. Dạ. Giờ tổng có người chân bông thôi. Dạ có. Cứ đem vô đây là được. Ờ lấy cái 75 hả? Thôi để bà mừng nguyên cho. Lấy cái gì đó vô. Dạ vậy thôi mấy cô lấy cái đồ đi con. Cụ này 75 tuổi rồi mà nhìn thấy sao thấy mướt quá hả? Thấy mướt mướt quá chưa, con tính là chưa tới tuổi đó đâu. Đi mộ của cậu hả cô? Hả? Đi 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 cô. À bà quả. Mày đánh cháu nội. Dạ. Cô Vũ Linh thì đánh con. Mà hôm qua phải xin đó bà nội. Nè nói nè. Đây kia bà ngoại á cô. Bà ngoại tao 80 tuổi kêu. Bà cố bà nội luôn á. 80 tuổi kêu bằng cô. Đây bà. Bà ngoại bà nội không à? Bà ngoại này chắc bà này kêu bà ngoại đi rồi bà kia là kêu bà nội. Bà 75 tuổi. Yeah. 75 tuổi là bà thành phố Hồ Chí Minh, xã Bình Mỹ. Dạ Bình Mỹ. À, cô hâm mộ Vũ Linh đến đây để đốt cho chú cây nhang. Dạ. Năm chú cũng 65. 66. 66 cô là 75. Vậy cô kêu nó bằng em được. Dạ chị. À, dạ. Chị đi. À, rồi cô đến đây cô cũng thương tiếc cô chú đẹp trai có mức độ đàng hoàng và tế nhị với đối với xã hội là ai cũng mến thương. Cho nên cô đến đây hai lần. Hai lần. Dạ. Lần bữa đó đi chôn mà đông quá vô không được. Dạ, cô mới đầu lần mã cái bắt đầu họ lấn cô ra ngoài bị kia kìa. Dạ. Cái cô sợ quá. Ờ à, để dạ, em nói dạ, chuyện. Đi đây đây tao đem. Tao đem cho bà mừng. Dạ. Đi đem. Hôm qua là bà già đi rồi mà ai lên thăm nó tiếp. Bà nội nha. Nội. Này tôi kêu bằng bà nội á. Ấy dậu bằng cái mừng đâu đẹp. Ba ở Bù Đăng á, còn mình ở bên xã Mỹ huyện Củ Chi á, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Bình Mỹ hả cô? Ờ Bình Mỹ Củ Chi. Ngã ba Bình Mỹ không? À, tôi qua cầu tới rồi. Ấp 2. Đây là bà nội nha. Chị Thiên Kim đúng không? Hôm qua ngoại nó có lên, bà ngoại nó có lên rồi. Hôm bữa chị có chia sẻ này rồi. Thiên Kim mà. Đến đây mấy chị lên đây nhiều lần rồi. Nhiều lần rồi. Con mình đến đây con. Qua đây quay cận cảnh cho người xem. Để con, để cái này vô. Cái dĩa nè cô ơi. Để dưới luôn chị. Để dưới vậy ngã chị. Đó. Mày để sát. Cô cái dĩa nè cô. Đó để. Cô. Nè. Để đứng cho con. Này sắp xếp rất là kỹ luôn. Con gà đi, gà ta coi đứng cái dĩa đổ cũng nên. Nó đổ rồi Vũ Linh nó buồn. À, bà nội á. Lên hai lần đó thôi đó. Bà nội á. Bà nội đi, bà nội cho rồi đi. 60 mấy tuổi rồi, đúng rồi. Mày lên tivi tao về tao bắt từ cái mẹ tao nói đến rồi. Bà nội tới thăm mấy đứa mai bà nội lên bà nội khăn con lần nữa chứ dẫn đứa em nữa. Dạ. Yeah. Lên đốt nhang Vũ Linh, tội nghiệp. Vũ Linh độ hộ cho bà nội mạnh giỏi nha con. Cố gắng cho bà nội trúng tờ giấy số tài tử con. Nhìn nghèo. Trời ơi, bà nội nói chuyện yêu thương quá trời luôn. À cứ mặc việc về tài tử những người nghèo. Ngoại năm nay nhiêu tuổi ngoại? 86. Dạ, 86 tuổi. Kêu bà nội đúng rồi. 86 là gần 90 rồi. Tôi để đây nè, giá nó Vũ Linh nè. Kia thì kia có bệnh đồ ăn gì giá kia đổ hộ. Thấy không? Còn bà giàu có quá, bà tài tử được rồi, khỏi còn mấy cái số. Còn cô nhà nghèo tôi ở quê. Giàu đúng với số rồi tôi cho người bà nghèo. Bà ngoại nói chuyện thương quá. Ai, vui ha. Bà là chị em thứ 10. Cái gì đó cũng. Trời ơi em thứ 10. Đến đây để đắp cho em một nén hương.
Dạ rồi, em cầu chúc cho chú đấy nha, được nhiều sức khỏe nha chú Vũ Linh. Ai cũng thương chú, chú quá. Ai nào đó nghe cho bà già mấy cây không? À, thánh giả Phạm Mộ là cả cuộc đời của bà Mười để nhớ Vũ Linh. Khi nào mất thì thôi. Chỉ mất cầm cái này. Cái cà lớn cho bà nấu qua cây nha con. Bà chào tí xíu bà. Đây nè, tôi để bên còn cái bình bông nào chưa khác mà có nhầm có ở đây luôn. Cái này mặt không được, cái gì đẹp đó con. Nhà mồ có thấy má của cha nào đúng không trên đời có ai nói lên thăm con rồi bữa nay rủ thêm bà em lên thăm con à, con độ hộ cho bà nậu nha con. À, mua trời với chú bà nậu trúng cho tài trợ người nghèo khổ ở Bù Ê nha con. Bà nậu ở Bù Đăng á con. Trời ơi bà nội chị ngoài 86 tuổi rồi trúng số rồi, bây giờ tiền bạc nó đâu thành vấn đề. Bù Đăng lên không phải làm từ thiện mà Bù Đăng đi lên 30 cuộc rồi lên Gia Lai đi ra ngoài nậu cũng đến đây được hai lần cuộc lần này nữa hai lần để chú để chị đốt cho chú ba cái nhà phù hộ cho chị. À, mạnh giỏi tới 100 tuổi thôi được rồi. Thôi thôi người sinh 100 tuổi người sinh được trúng số. À, bà già tại ở quê con bà già có xin trúng số những người nghèo nhiều á mình tài trợ cho người ta. Dạ. Không biết người ta. Ồ, chị không nói em trúng số. Ô bà già bà trúng cái bà nói chuyện dễ thương quá. Còn bà nậu tiếng chung được rồi. Đừng tăng tăng quá không? Xin mấy tờ cô. À? Mấy tờ bà. Xin tờ được rồi. Đúng 2 tỷ thì chị người vài trăm thôi. Dạ. Bà dạ. Già chưa bà già chừng 50. Vài trăm triệu mới vài trăm ngàn. 100 triệu ha, 50 triệu được đi bây giờ. Chứ lâu lâu lên đốt ngang thì mã chủ lịch. Để không? Ừ thì em đi. Ngoài trúng số rồi ngoài sắm biệt thự cho cậu luôn đi. Cái chữ là cái gì? Nó thử, mộ biệt thự, mộ này là mới mộ nhà phố à. Cái này ta đâu cho làm cái ta đâu cho ai Vũ Linh à. Mẹ hát hay mà đẹp trai. Ngoài ở bữa đi tại xem vui. Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi.